Xin chào tất cả các em, chị đến từ team học văn chị Hiên. Hôm nay chị sẽ đọc tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 bộ kết nối tri thức. Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời, có hề gì, trời có của riêng nhà nào, rồi hắn chửi đời, thế cũng chẳng sao, đời là tất cả. Nhưng chẳng là ai, tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhổ, chắc nó trừ mình ra, không ai lên tiếng cả. Tức thật, ồ, thế này thì tức thật, tức chết đi được mất. Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều, mẹ kiếp, thế thì có phí rượu không? Thế thì nó có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đã đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này. À ha, phải đấy, hắn cứ thế mà chửi. Hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo. Hắn nghiến răng vào mà chửi đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng ai mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời biết, hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai, trông đặc như thằng xăng đá, cái đầu thì chọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cưng cưng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết. Hắn mặc quần nái đen với áo tay vàng, cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế, trông gớm chết. Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều, rồi say khướt. Hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà bà Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi. Cụ bá không có nhà, thấy bộ điệu hung hăng của hắn. Bà cả đùn bà hai thúc bà ba gọi bà tư, nhưng kết cục chẳng bà nào dám ra nói với hắn một lời phải chăng. Mắc phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, tay nó lại nhăm nhăm cầm cái vỏ chai. Mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả. Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chắc rồi mặc thay cha nó. Nó có chửi thì tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe. Thành thử chỉ có ba con chó giữ với một thằng say rượu. Thật là ầm ĩ, hàng xóm phải một bữa điếc tai. Nhưng có lẽ trong bụng họ thì hả hê. Xưa này họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá chửi người ta. Bây giờ họ mới được nghe người ta chửi cả lại nhà cụ bá. Mà chửi mới sướng miệng làm sao, mới ngoan ngoắt làm sao. Họ bảo nhau, phen này cha con thằng bá Kiến đó còn dám phác mặt đi đâu nữa, mồ mả tổ tiên đến lộn lên mất. Cũng có người hiền lành hơn thì bảo, phúc đời nhà nó, chắc ông Lý không có nhà. Ông Lý ở đây là ông Lý Cường, con trai cụ bá nổi tiếng là hách dịch, coi người như rơm như rác. Phải ông Lý Cường thử có nhà xem nào. Quả nhiên họ nói có sai đâu. Đấy, có tiếng người sang sảng quát. Mày muốn lôi thôi gì? Cái thằng không cha không mẹ này, mày muốn lôi thôi gì? Đã bảo mà, cái tiếng quát tháo kia là tiếng Lý Cường. Lý Cường đã về, Lý Cường đã về. Phải biết, a ha, một cái tát rất kêu. Ôi, cái gì thế? Tiếng đấm, tiếng đá nhau bình bịch. Thôi cứ gọi là tan xương, bỗng choang một cái. Thôi, phải rồi, hắn đập cái chai vào cột cổng. Ồ hắn kêu, hắn vừa chửi, vừa kêu làng như bị người ta cắt họng. Ồ hắn kêu. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Ôi làng nước ơi, bố con thằng Kiến nó đâm chết tôi. Thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi làng nước ơi. Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt, máu ra loe loét trông gớm quá. Mấy con chó xông xáo quanh hắn, sủa rất hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ. Hừ, ngỡ là gì, chẳng hóa ra nằm vạ. Thì ra hắn định đến đây nằm vạ. Người ta tuồn đến xem, mấy cái ngõ tối xung quanh đùn ra biết bao nhiêu là người. Thật ồn ào như chợ. Bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá vẫn vững dạ vì có anh Lý. Cũng xưng xỉa ra chửi góp. Thật ra các bà muốn xem Chí Phèo làm ra sao. Không khéo, nó có ý gieo vạ cho ông cụ phen này.
Nhưng kia ông cụ đã về, cụ cất tiếng rất sang hỏi. Cái gì mà đông như thế này? Chỗ này lại cụ, chỗ kia lại cụ, người ta kính cẩn đứng giãn ra, và Chí Phèo bỗng nằm dài, không nhúc nhích, rên khẽ như gần chết. Thoáng nhìn qua, cụ đã hiểu cơ sự rồi, làm lý trưởng rồi chánh tổng, bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng. Những công việc như thế này, cụ không lạ gì, cụ hãy quát mấy bà vợ đang xưng xỉa trực tâng công với chồng. Các bà đi vào nhà, đàn bà chỉ lôi thôi biết gì. Rồi quay lại bọn người làng, cụ dịu giọng hơn một chút. Cả các ông, các bà nữa, về đi thôi chứ, có gì mà súng lại như thế này. Không ai nói gì, người ta lảng dần đi, vì nể cụ bá cũng có, nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn của mình. Người nhà quê vốn ghét lôi thôi, ai dạy gì mà đứng ỉ ra đấy, có làm sao họ triệu mình đi làm chứng, sau còn trơ lại Chí Phèo và cha con cụ bá. Bây giờ cụ mới lại gần hắn, khẽ lay và gọi. Anh Chí ơi, sao anh lại làm ra thế? Chí Phèo lim dim mắt, rên lên. Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi, nhưng tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp mà còn rũ tù chưa biết chừng. Cụ bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm. Người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái cười. Cái anh này nói mới hay. Ai làm gì anh mà anh phải chết? Đời người chứ có phải con ngoé đâu. Lại say rồi phải không? Rồi đổi giọng, cụ thân mật hỏi, về bao giờ thế? Sao không vào tôi chơi? Đi vào nhà uống nước. Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn, nào đứng lên đi, cứ vào đây uống nước đã, có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau. Cần gì mà phải làm thanh động lên như thế, người ngoài biết mang tiếng cả. Rồi vừa sốc Chí Phèo, cụ vừa phàn nàn, khổ quá, giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi, ta nói chuyện với nhau, thế nào cũng xong, người lớn cả. Chỉ một câu chuyện với nhau là đủ, chỉ tại cái thằng Lý Cường nóng tính không nghĩ trước nghĩ sau, ai chứ anh với nó còn có họ kia đấy. Chí Phèo chả biết họ hàng ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi, hắn cố làm ra vẻ nặng nề ngồi lên. Cụ bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái quát. Lý Cường đâu? Tội mày đáng chết, không bảo người nhà đun nước, mau lên. Sau cuộc đụng độ kể trên, Chí Phèo bị bá kiến lợi dụng làm tay sai đắc lực, giúp hắn đi đòi nợ và chống lại các phe cánh đối địch trong làng. Theo thời gian, Chí Phèo trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại, bị bọn người sợ hãi, nguyền rủa và xa lánh. Một buổi chiều, sau khi xà vào một nhà bà lão, thầy cúng và uống rượu say khướt, Chí Phèo trở về, túp lều ven sông của mình và gặp Thị Nở. Một người đàn bà xấu xí, ngẩn ngơ, ế chồng, đang ngủ quên trong vườn chuối dưới ánh trăng. Hai người ăn nằm với nhau. Nửa đêm, Chí Phèo đau bụng, nôn mửa. Thị Nở dìu hắn vào trong lều rồi ra về. Khi Chí Phèo mở mắt thì trời đã sáng lâu, mặt trời chắc đã cao, và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim ríu rít bên ngoài là đủ biết, nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ là hơi lờ mờ. Ở đây người ta thấy chiều lúc xế trưa và gặp đêm khi bên ngoài vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Phèo nhận thấy thế, bởi vì chưa bao giờ hắn hết say. Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh, hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say rất dài, cũng như những người say tỉnh dậy, hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn, người thì bùn rủn, chân tay không buồn nhấc, hay là đói rượu, hắn hơi rùng mình, ruột gan lại nôn nao lên một tí, hắn sợ rượu, cũng như những người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, có tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền trải gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có, nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy. Chao ôi là buồn. Vải hôm nay bán mấy? Kém 3 xu gì ạ? Thế thì còn ăn thua gì? Cố kéo co mới được 1 tấm 5 xu. Thật thế đấy, nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi?
Chí phèo đoán chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Hắn lại nao nao buồn là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mớn cày thuê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ ra một con lợn nuôi làm vốn liếng, khá giả thì mua dăm ba xào ruộng làm. Tỉnh dậy, hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc, buồn thay cho đời, có lý nào như thế được, hắn đã già rồi sao? Ngoài 40 tuổi đầu, dẫu sao, đó không phải là tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn, hắn đã tới cái tuổi dốc bên kia của cuộc đời. Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đày đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm. Một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng rất nhiều. Nó là một cơn mưa, gió cuối thu, cho biết trời gió rét. Nay mùa đông đã đến, Chí Phèo hình như đã trông thấy tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau và cô độc. Cái này còn đáng sợ hơn cả đói rét, ốm đau. Cũng may thị nở vào, nếu thị không vào, cứ để hắn vẩn vơ nghĩ mãi, nghĩ đến khóc được mất. Thị vào và cắp một rổ, trong có một nồi gì đó đậy vung. Đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Là vì lúc còn đêm, thị trằn trọc một lát, thị bỗng nhiên nghĩ rằng cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương. Còn gì đáng thương bằng đau ốm, nằm còng queo một mình. Giá, thử đêm qua, không có thị thì hắn chết. Thị kiêu ngạo vì đã cứu sống một người. Thị thấy như yêu hắn. Đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn, nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn. Một người như thị càng không quên được. Cho nên thị nghĩ mình bỏ hắn lúc này thì cũng bạc. Dẫu sao cũng đã ăn nằm với nhau, ăn nằm với nhau như vợ chồng. Tiếng vợ chồng thấy ngượng ngượng mà thinh thích. Đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của người khốn nạn ấy chăng? Hay sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính tình mà thị chưa bao giờ biết? Chỉ biết rằng thị muốn gặp Chí Phèo. Gặp hắn mà nhắc lại chuyện đêm qua thì chắc buồn cười lắm. Gớm, sao lại có người đâu mà lì quá thế? Người ta ngồi đấy mà dám sán lăn vào ngay. Nó chả ngang ngược mà kêu người, mà người ta kêu bé. Nó lại làm to hơn. Mà kể thì cũng ngủ ngờ. Cái thằng trời đánh không chết ấy, nó còn sợ ai mà hòng kêu. Nhưng mà đáng kiếp, thổ trận ấy thật là phải biết. Cứ gọi là hôm nay nhọc đừ, phải cho hắn ăn tí gì mới được. Đang ốm thế này thì ăn cháo hành, ra được mồ hôi thì nhẹ nhõm. Thế là vừa sáng, thị đã chạy đi tìm gạo. Hành thì thị may lại còn. Thị nấu bỏ vào một cái rổ, mang ra cho Chí Phèo. Thằng này rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt mình ươn ướt, bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho. Xưa nay, nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì, hắn vẫn phải dọa nạt hay là giật cướp. Hắn phải làm cho người ta sợ. Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng. Thị nở chỉ nhìn trộm hắn, rồi lại toe toét cười. Trông thị thế mà có duyên, tình yêu làm cho duyên. Hắn thấy vừa vui vừa buồn, và một cái gì nữa, giống như là ăn năn, cũng có thể thế lắm. Người ta hay hối hận về tội ác, khi không còn đủ sức mà ác nữa. Thị nở giục hắn ăn nóng, hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi, cháo mới thơm làm sao, chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm cho người ta nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rằng, những người suốt đời không ăn cháo hành thì không biết cháo hành ngon, nhưng tại sao mãi đến tận bây giờ hắn mới nếm mùi vị cháo hành? Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời, và có ai nấu cho ăn đâu, mà còn ai nấu cho mà ăn nữa. Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi bàn tay một người đàn bà. Hắn nhớ đến bà ba, cái con quỷ cái hay bắt hắn bóp chân, mà lại bắp bóp lên trên, trên nữa. Nó chỉ nghĩ đến sao cho thỏa nó, chứ nó có yêu hắn đâu. Rồi hồi ấy hắn 20 tuổi, người ta không là đá,
nhưng cũng không toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì người ta khinh, và lại bị một con đàn bà gọi đến mà bóp chân. Hắn thấy nhục hơn là thích, huống hồ là sợ. Quả thật, từ khi biết rằng vợ chủ sai hắn làm một việc không chính đáng, hắn vừa làm vừa run, không làm thì không được. Mọi việc trong nhà, quyền đàn bà, chứ hắn, hắn còn lòng nào. Đến nỗi người đàn bà phát cáu, bà thấy xa xôi không được, phải làm đến nơi. Bà bảo hắn rằng, mày thực thà quá, con trai gì 20 tuổi mà đã như ông già. Hắn vẫn giả vờ không hiểu, bà lẳng lơ bảo, chả nhẽ, tao gọi mày vào đây chỉ để bóp chân thế này thôi ư? Và thấy hắn dùng rằng, bà mắng xơi xơi vào mặt. Hắn chỉ thấy nhục, chưa yêu đương gì. Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả. Vì thế mà bắt cháu hành của thị nở làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có thể tìm bạn được, sao lại chỉ gây kẻ thù? Bát cháo hành húp xong rồi, thị nở đỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa. Hắn thấy đẫm mình bao nhiêu mồ hôi chảy ra trên đầu, trên mặt, trên giọt to như giọt nước. Hắn đưa tay lên quệt ngang một cái, quệt mũi, cười rồi ăn. Hắn càng ăn, mồ hôi lại càng nhiều. Thị nở nhìn hắn, lắc đầu thương hại. Hắn thấy lòng thành trẻ con, hắn muốn làm nũng với thị như với mẹ. Ôi sao mà hắn hiền, ai dám bảo đó là cái thằng chí phèo vẫn đập đầu, sạch mặt mà đâm chém người. Đó là cái bản tính của hắn, ngày thường bị lấp đi, hay trận ốm thay đổi về sinh lý, cũng thay đổi cả tâm lý nữa. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành, muốn ác phải là kẻ mạnh. Hắn đâu còn mạnh nữa. Và lúc hắn ngẫm, mình mà lo, xưa nay hắn chỉ sống bằng cướp và dọa nạt. Nếu không còn sức mà giật cướp, dọa nạt nữa thì sao? Đã đành, hắn chỉ mạnh vì liều. Nhưng hắn mơ hồ thấy rằng sẽ có một lúc mà người ta không thể liều được nữa. Bấy giờ mới nguy. Trời ơi, hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao. Thị nở sẽ mở đường cho hắn. Thị có thể sống yên ổn với hắn, thì sao người khác lại không thể được? Họ sẽ thấy rằng hắn cũng có thể không làm hại được ai. Họ sẽ nhận hắn vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện. Hắn băn khoăn nhìn thị nở như thăm dò. Thị vẫn im lặng, cười tin cẩn. Hắn thấy tự nhiên nhẹ người. Hắn bảo thị, giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ? Thị không đáp, nhưng cái mũi đỏ của thị như càng banh ra. Hắn thấy thế cũng không có gì là xấu, bằng một cái giọng nói và một vẻ mặt rất phong tình theo ý hắn. Hắn bảo thị, hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui. Thị lườm hắn, một người thật xấu khi yêu cũng lườm. Hắn thích chí, khanh khách cười. Lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Thị nở lấy làm bằng lòng lắm. Bấy giờ thì mấy bát cháo ý chừng đã ngấm. Hắn thấy lòng rất vui. Chúng sẽ làm thành một cặp xứng đôi. Chúng cũng nhận thấy thế, và nhất định là lấy nhau. Như thế, 5 ngày chẵn, thị ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm. Trừ những lúc đi kiếm tiền, hắn không còn kinh rượu, nhưng cố uống cho thật ít, để cho khỏi tốn tiền. Nhưng nhất là để tỉnh táo mà yêu nhau. Đàn bà không có men như rượu, nhưng cũng làm người say. Và hắn thích thị lắm, nhưng thị là lại người dở hơi. Đến hôm thứ 6 thì thị bỗng nhớ ra rằng thị có một người cô ở đời. Người cô ấy nội ngày nay sẽ về. Thị nghĩ bụng, hãy dừng yêu để thị hỏi cô thị đã. Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười. Bà tưởng cháu bà nói đùa, nhưng chợt nhớ ra rằng cháu bà vốn dở hơi. Bà bỗng trở nên hoảng hốt. Bà nhục cho ông cha nhà bà, cũng có lẽ tội cho thân bà. Bà nghĩ đến cái đời dài dằng dặc của bà không có chồng. Bà thấy chua xót lắm. Bà uất ức với ai không biết. Nhưng rồi đổ cái uất ức lên ngay cháu bà, người đàn bà đức hạnh. Thấy cháu bà sao mà đĩ thế, thật đốn mặt. Ngoài 30 tuổi
mà chưa chót đời. Ngoài 30 tuổi, ai lại còn đi lấy chồng? Ai đời lại còn đi lấy chồng? Ừ, mà có lấy thì lấy ai chứ? Đàn ông đã chết hết cả rồi hay sao mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha? Ai lại đi lấy cái thằng chỉ có một nghề là giặt sạch mặt ăn vạ? Trời ơi, nhục nhã ơi là nhục nhã. Hỡi ông cha nhà bà. Bà gào lên như con mẹ dại, bà xỉa sói vào mặt con cháu gái 30 tuổi chưa chót đời. Bà bảo phắt nó. Đã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn, ai lại đi lấy thằng Chí Phèo? Thị nghe thấy thế mà lộn ruột, nhưng thị biết cãi bà làm sao, con người ấy có quyền nói thế, bởi con người ấy 50 tuổi rồi, ai còn đi lấy chồng? Thị biết cãi làm sao, mà không cãi được thì giận dữ, nổi lên đùng đùng. Thị tức lắm, thị tức lắm, thị cần cái đổ cái tức ấy lên một người. Thị ton ton chạy đến nhà Nhân Ngãi, thị thấy hắn đương uống rượu và vừa uống vừa lầm bầm chửi thị về nhà lâu. Hắn không quen đợi, bởi phải đợi, hắn lại lôi rượu và uống cho đỡ buồn. Uống vào thì phải chửi, quen mồm rồi. Nhưng thị đã làm gì mà chửi? Mà hắn có quyền gì chửi thị? Ô, thị điên lên mất. Thị dẫm chân xuống đất, rồi lại nhảy cẫng lên như thượng đồng. Hắn thú vị quá, lắc lư cái đầu cười, lại còn cười, nói nhạo thị. Trời ơi, thị điên lên mất. Trời ơi là trời, thị chống tay vào háng, vênh vênh cái mặt và giớn cái môi vĩ đại lên, chút vào mặt hắn tất cả những lời bà cô. Hắn nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu. Hắn bỗng nhiên ngẩn người. Thoáng một cái, hắn lại như hít thấy hơi cháo hành. Hắn cứ ngồi ngẩn mặt không nói gì. Thị chút xong giận rồi, cái mũi đỏ của thị dị xuống rồi lại bạnh ra. Thị hả hê lắm, thị ngoáy ngoáy cái mông đít ra về. Hắn sửng sốt, đứng lên gọi lại, ai mà thèm lại, còn muốn lôi thôi cái gì. Hắn đuổi theo thị, nắm lấy tay, thị gạt ra, lại dúi thêm cho một cái. Hắn lăn khèo xuống đất, đã lăn ra thì hắn lại phải kêu, bao giờ chả thế. Hắn nhặt một hòn gạch vỡ, toan đập đầu. Nhưng hình như hắn chưa say thật, vì hắn nghĩ đập đầu ở đây chỉ thiệt, đập đầu ở đây để mà nằm ăn vạ ai. Hắn tự phải đến nhà cái con đĩ nở kia, để đến đâm chết cả nhà nó, đâm chết cái con khọm già nhà nó. Nếu không đâm được, lúc ấy hãy đập đầu ra kêu làng, muốn đập đầu phải uống thật say, không có rượu, lấy gì làm máu cho nó chảy, phải uống thêm chai nữa. Và hắn uống, nhưng tức quá, càng uống lại càng tỉnh ra. Tỉnh ra, cha ôi buồn, hơi rượu không sặc sụa. Hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành. Hắn ôm mặt khóc rưng rức, rồi lại uống, hắn uống đến say, mềm người, rồi hắn đi. Hắn ra đi với một con dao thắt ở lưng. Hắn làm nhảm, tao phải đâm chết nó. Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi. Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị nở? Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái lúc mà chúng nó định làm. Trời nắng lắm nên đường vắng. Hắn cứ đi, cứ chửi, cứ dọa giết nó và cứ đi. Bây giờ đến ngõ nhà cụ bá, hắn song song đi vào. Cả nhà đã đi làm đồng vắng, chỉ có một mình cụ bá đang nằm nghỉ trưa. Nghe tiếng hắn, cụ thấy sao bực mình. Chính thật thì cụ đang bực mình, bởi vì cụ thấy đầu hơi nhức. Cụ đang có một cái bàn tay mát mát xoa cái đầu. Cũng có lẽ cụ chỉ muốn bà Tư đừng đi lâu quá. Đi lâu thế, không biết rằng đi đâu. Sao bà ấy còn trẻ quá, gần 40 rồi mà trông còn phây phây. Cái phây phây quá đi nữa. Cụ năm nay đã ngoài 60, già yếu quá, nghĩ mà chua xót. Giá thế thì bà ấy cũng chỉ già cho xong. Bà ấy lại cứ trẻ, cứ phây phây, cứ đẹp như ngoài 20 tuổi, mà sao đa tình. Nhìn thì thích, nhưng mà tức lạ, khác gì dai miếng thịt bò lượt sượt khi rụng gần hết răng. Mắt bà, miệng bà, có duyên nhưng trông đĩ lắm. Hơi một tí là te tét mắt, tít cả mắt lại.
cái má thì hây hây, mà thấy ghét những thằng trang trẻ. Giá làm con bà không đáng, mà thấy bà đâu cũng đùa, chúng nó đùa nhạt như ốc, chỉ được hay tô tục, mà gặp ai đâu cũng cười. Chẳng nghĩ đến địa vị gì cả, người đâu mà vô tâm, tức lạ, cụ chỉ muốn cho tất cả cái thằng trai trẻ đi tù. Những lúc như thế, thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được, nhất là khi trông thấy một thằng chỉ đến vòi tiền uống rượu như chế phèo. Tuy vậy, cụ cũng sẵn móc năm hào, thà móc sẵn để tống nó đi cho chóng. Nhưng móc rồi, cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người. Chí phèo đấy hở? Lè bè vừa thôi chứ, tôi không phải cái kho. Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn. Cầm lấy mà cút đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ, cứ báo người ta mãi à? Hắn trợn mắt, chỉ vào mặt cụ. Tao không đến đây để xin năm hào. Thấy hắn toan làm dữ, cụ đành dịu giọng. Thôi, cầm lấy vậy, tôi không còn hơn. Hắn vênh cái mặt lên, rất là kiêu ngạo. Tao đã bảo tao không đòi tiền. Giỏi, hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế thì anh cần gì? Hắn dõng dạc. Tao muốn làm người lương thiện. Bá Kiến cười ha hả. Ô, tưởng gì, tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ. Hắn lắc đầu. Không được, ai cho tao lương thiện? Làm thế nào để mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa, biết không? Chỉ có một cách, biết không? Chỉ còn một cách là... Cái này biết không? Hắn rút dao ra, xông vào. Bá Kiến ngồi nhỏm dậy. Chí Phèo đã văng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi, vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế khi người ta đến, thì hắn cũng đã đang dãy đành đạch ở giữa bao nhiêu máu tươi. Mắt hắn trợn ngược, mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn ứ ra. Cả làng vũ đại nhao lên, họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng ra mặt, có người nói xa xôi. Trời có mắt đấy anh em ạ. Người khác thì nói toạc. Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì ai tiếc. Rõ thật, bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu. Mừng nhất là họ Kỳ Hào trong làng, họ tuôn đến để hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn Lý Cường bằng con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Đội tảo, không cần kín đáo, nói toang toang ngay trước chợ, trước mặt bao nhiêu người. Thằng bố chết, thằng con lớp này, không khỏi người ta cho ăn bùn. Ai chả hiểu người ta đó chính là ông. Bọn đàn em thì bản nhỏ, thằng một già ấy chết, anh em mình nên ăn mừng. Nhưng người biết điều thì hay ngờ vực, họ chẹp miệng nói, che già măng mọc, thằng ấy chết, thằng còn thằng khác, chúng mình chẳng được lợi tí gì đâu. Bà cô thị nở, chỉ tận vào mặt cháu đay nghiến, phúc đời nhà mày con nhé. Chả ôm lấy ông Chí Phèo, thị cười và nói là, hôm qua là biên bản, Lý Cường nghe đâu đã tốn gần 100, thiệt người lại thiệt của. Nhưng thị nghĩ thầm, sao có lúc nó hiền như đất. Và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn, thị nhìn trộm bà cô, rồi lại nhìn nhanh xuống bụng. Nói dại, nếu mình chừa, bây giờ hắn chết rồi, thì làm ăn thế nào? Đột nhiên, thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ, bỏ không, xa nhà cửa và vắng người qua lại. Hẹn gặp các em trong các audio tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo.